chào các anh chị, hiện tại em đang đứng ở dự án Eco Central Park Vinh. Và có một cách rất dễ để nhận biết phân khu The Garden đầu tiên đấy là các anh chị có thể dựa vào cái cống nước này và hướng về phía thành phố Vinh. Thì đó là cái cách để mà mình gióng theo cái trục Hồng Vương. Và thứ hai nữa là em nghĩ là dự án sẽ có thể là được thi công rất là nhanh, bởi vì cái việc là vận chuyển và tập kết vật liệu rất là dễ dàng. Như là như cát này các chị sẽ thấy là cát sẽ hút lên từ sông lên luôn. À quên, hút từ thuyền ở trên sông lên luôn, và không qua những công đoạn vận chuyển nào phức tạp và khó khăn cả. Và chi tiết về cái tiến độ thi công thì các anh chị sẽ xem thêm trên phần livecam ạ. Em cảm ơn các anh chị.